giả, còn nick Facebook là Minh Phương Vũ. À, xin là sư ạ. Tôi bị hở chủ vừa suy tim độ 2, EF bằng 63%, hẹp cầu cơ 40%. Tôi vẫn đang điều trị nội khoa ở Bạch Mai gồm các thuốc Betaloc 50mg, Furosemide 40mg, Caleurit 600mg, Nitroglycerin 2,6mg, Rotarol 50 và uống thuốc bổ sung ích tâm khang ngày 2 viên đã lâu, thấy sức khỏe tốt nhưng dạo gần đây thấy mệt và choáng, huyết áp tâm thu tụt xuống 90 đến 100mm thủy ngân. Vậy bệnh của tôi sống được bao lâu? Tôi vẫn đang điều trị nội khoa ở Bạch Mai, xin cảm ơn. Vâng, riêng và độc giả sống được bao lâu nữa thì tôi không dám nói, và cái chuyện sống lâu hay là không lâu nó tùy thuộc vào cái nhiều yếu tố lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết giữ gìn thì sức khỏe mà ăn uống cho nó đúng vậy thì chúng ta sống lâu trong theo cái kỳ vọng của chúng ta. Như thế này, bệnh của độc giả như thế là đã được quản lý tốt. Nhưng mà gần đây thì huyết áp tụt vâng ạ. Gần đây huyết áp tụt xuống 90, 110 ạ. À? Vâng. Thế thế thì khi huyết áp tụt thì độc giả nên xem cái mạch của mình có chậm lại không. Thế thì trong cái thuốc đơn thuốc ấy có Betaloc dốc. Tức là một cái thứ thuốc là Betaloc, tức là metoprolol dốc, tức là dùng trong 24 giờ đó. Đấy, thì cái đó nó làm cho cái nhịp tim nó chậm lại và cũng phần nào làm cho huyết áp xuống. Thì đây chúng ta xem cái đó chúng ta có dùng hơi nhiều quá không, thì hoặc là chúng ta giảm liều, thí dụ 50mg về 25mg trong một ngày. Nhưng mà làm thế nào nhịp tim phải trên 60 trong một phút, dưới 60 một phút thì không nên. Thì có thể là vì thuốc men hay là vì ăn nhạt quá thì huyết áp nó xuống. Thì bây giờ chúng ta giảm bớt liều thuốc đi, chúng ta ăn mặn thêm một tí, thì mà nếu bớt đi thì là tốt. Thứ hai nữa là đang giao mùa, vâng, mùa hè và mùa thu có thể đã làm cho cái sức khỏe nó kém đi. Thì chúng ta phải xem tất cả cái yếu tố đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ trước mắt nếu mà nhịp tim nó không nhanh, nó sống mà trở lại thì chúng ta nên giảm bớt cái liều Betaloc xuống. Vâng ạ. À, thưa giáo sư, thì tôi thấy một số tài liệu có nói rằng là trong điều trị cầu cơ mạch vành thì không nên dùng thuốc giãn mạch. Giáo sư có thể giải thích thêm về vấn đề này được không ạ? Thế này này, mà cái cầu cơ tức là một cái giải cơ nó đi vắt ngang qua một cái nhánh động mạch. Thì cái này là một cái dị tật bẩm sinh, tức là một cái mà ông bà cha mẹ sinh ra cho mình và từ nhỏ đã có cái đó rồi. Thí dụ có những người mắt to mắt bé, rồi hai bên mặt không bằng nhau, thì là dị là cái bẩm sinh, có khi lại là hơi lệch một tí lại đẹp, vâng ạ. Thế cái tôi không nói, tùy từng quan điểm từng người một. Như vậy thì cái cầu cơ đó là một cái dị tật bẩm sinh, tức là nó không gây chết người. Đấy. Nó không gây chết người, nhưng mà nó cơ nó co lại khi lúc tâm thu. Trong tuyệt đại đa số các trường hợp thì máu vào động mạch vành vào lúc tâm trương. Thế nhưng mà đây là lúc tâm thu nó co lại, cho nên không ảnh hưởng nhiều. Đấy. Và người ta chưa thấy báo cáo rằng thì là hẹp động mạch vành mà do cái cầu cơ mà lại gây ra vỡ sơ động mạch để tắc động mạch vành. Cũng có một số rất ít trường hợp có, như là đây trong y văn thôi, còn chúng tôi chưa thấy có ai bị. Nhưng mà nếu có bị đi nữa thì chụp mạch vành chúng ta cũng thấy, thì chúng ta cũng xử lý như là bị mạch vành thôi. Nhưng mà theo tôi biết thì ít gặp. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống ích tâm khang mỗi ngày. Ích tâm khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích tâm khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích tâm khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.